Tình địch của Thiên Linh Hy xuất hiện rồi sao? Liệu Dương Trần có làm chap boy nữa không đây, và liệu Dương Trần có lên được cửu trọng chân võ cảnh theo lời của Khâu Trấn Ác không? Quá trình luyện tập này có vẻ sẽ khó khăn đây. Lại nói, bỗng có một cô gái tóc ngắn bước tới. Ngươi là Dương Trần, ta hiểu vì sao Linh Hy lại mê ngươi rồi. Dương Trần phản ứng lại, ngươi quen Linh Hy? Dương Trần nghĩ bụng, lại xuất hiện một hồ ly tinh nữa sao? Phải xưng hô thế nào đây? Cô gái đó liền nói thẳng, ta cảm thấy ngươi và Linh Hy không hợp, ngược lại hợp với bổn tiểu thư ta đây. Dương Trần cười trừ, trong đầu chắc nghĩ rằng, hỏi chấm, bà cô này đâu ra tự tin này vậy? Dương Trần nói, tỷ tỷ xinh đẹp, cô nói đùa hoài. Tuy Dương Trần rất bực bội, nhưng vẫn phải cười cười. Bỗng có tên Lịch Nhất Tuấn xuất hiện nói, lúc tán gẫu với Linh Hy, đúng là cũng có mấy lần nhắc tới. Dương Trần mặt tối sầm nghĩ thầm, gặp phải tình địch rồi, nhưng mối quan hệ giữa ta và Linh Hy đâu có dễ mà ly gián. Không ngờ tên này lại mặt dày vô liêm sỉ nói, Dương Trần là sư đệ của Thiên Linh Hy, thì cũng là sư đệ của hắn, sau này sẽ chiếu cố Dương Trần. Lúc này cuộc thảo luận bên trong cũng kết thúc, gọi Tiêu Tân rời đi. Trước khi đi cô ta còn nói Dương Trần, rảnh thì đến Đông Viện tìm mình chơi. Dương Trần bất lực vẫy tay, ừ tôi sẽ đến. Khâu Trấn Ác lại quay đầu gọi Dương Trần, đi theo ta qua đây. Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc hỏi, Dương Trần biết mình gọi hắn đến có việc gì không? Dương Trần lắc lắc đầu, ông hỏi Dương Trần có thể lên tầng 2, tháp thiên quân là do luyện loại thể thuật nào đó đúng chứ? Dương Trần không ngờ rằng ông già này lại nhìn ra được. Dương Trần đắc ý vểnh mũi nói, chuyện nhỏ thôi, vừa tu luyện không lâu, nhìn tên nhóc Dương Trần này sắp bay lên trời rồi. Có phải cảm thấy mình đỉnh lắm không? Có thể đè bẹp hết người cùng tuổi. Nghe đến đây Dương Trần tất nhiên phải khoe khoang rồi. Trong bốn viện này ấy hả, người cùng tuổi với tôi đều đánh được, tình cảnh này đúng là không khác lắm với Thiên Bá Quang. Bỗng ông ta hỏi, ngươi có biết những thiên tài kiệt xuất chưa kịp trưởng thành đều chết hết chưa? Dương Trần xem thường Khâu Trấn Ác nói, về một bộ lạc ảnh lang ở sâu trong bí cảnh phía nam, năm đó ta cũng ngồi ở đây, Thiên Bá Quang đứng ở chỗ ngươi. Tiếc là nói xong chuyện bộ lạc ảnh lang, hắn không ngộ ra được mới rơi vào cảnh hôm nay. Dương Trần cũng tò mò nên hỏi đến cùng, Khâu Trấn Ác cũng rất đắc ý, với Thiên Bá Quang năm đó, sư tôn ngươi năm đó còn cứng đầu hơn ngươi gấp trăm lần, cũng kiêu ngạo gấp trăm lần, còn là tu sĩ thiên hợp cảnh trẻ tuổi nhất, không ai địch nổi, là kiếm giả cực kỳ mạnh. Dương Trần cực kỳ kinh ngạc, sư phụ rẻ tiền của mình mạnh thế á? Nói đến đây thì Khâu Trấn Ác lắc đầu, chính vì ỷ mình có thiên phú, hắn chọc ai không chọc, lại chọc phải Đoan Mục Mộng Hoa, còn gạo nấu thành cơm, hắn còn giữ lại cầu mạng là đã được tạo hóa yêu ái lắm rồi. Dương Trần không hiểu tại sao yêu nhau lại không được ở bên nhau. Khâu Trấn Ác nói rõ, thì ra Đoan Mục Mộng Hoa là công cụ liên hôn với lâu chủ ảnh sát, vì Thiên Bá Quang nên mới thất bại. Bây giờ Đoan Mục Hầu Phủ và Thập Tam Điện Hạ thông đồng với nhau để Thiên Linh Hy gả đến Vương Đô làm chắc phi. Nghe chuyện này Dương Trần như bị tăng huyết áp, Thiên Linh Hy là vợ của ông đây, không được gả cho Thập Tam Điện Hạ gì đó. Khâu Trấn Ác lần đầu thấy Dương Trần nổi nóng, lẽ nào ngươi cũng muốn gạo nấu thành cơm như Thiên Bá Quang à? Dương Trần bình tĩnh lại hỏi, Thập Tam Điện Hạ là tên nào đấy? Khâu Trấn Ác nghĩ xem nên nói thế nào, hắn là thiên tài kiệt xuất 20 tuổi đã đến mức thiên hợp cảnh, còn ngầu hơn sư phụ ngươi gấp trăm lần, là người được sủng ái nhất trong các vương tử của vua Đông Thổ, hơn nữa đã được xác định kế thừa ngôi vua, tu vi bây giờ đã đạt đến đỉnh cao cửu trọng thiên hợp cảnh. Hơn ngươi 10 tuổi. Dương Trần như bị sét đánh ngang tai, đối diện với một người từ nhỏ đã đẹp trai giàu có đầy thiên phú, bây giờ hắn muốn cướp vợ mình thì làm sao? Khiến người ngông cuồng như Dương Trần cúi đầu, hỏi sư thúc tổ phải làm sao? Thấy Dương Trần có thể nhẫn nhịn để hỏi, đúng là mạnh hơn Thiên Bá Quang nhiều, có điều tán thưởng thì tán thưởng, cục diện bây giờ đã định rồi, sợ là không có cách nào. Dương Trần nghe vậy chỉ có thể im lặng, không nói gì, chỉ trách mình quá yếu, sao từ bỏ rồi à? Thật ra là có 3 con đường, một là tạm biệt Thiên Linh Hy không bao giờ gặp lại, tất nhiên là không được rồi, hắn lắc đầu. Hai là nhẫn nhục đợi khi có thực lực thì đến cướp về. Dương Trần vẫn lắc đầu nói, không thể trơ mắt dâng Linh Hy vào móng vuốt của Thập Tam gia, vậy con đường cuối cùng là bỏ trốn. Dương Trần trầm tư suy nghĩ, dù là bỏ trốn cũng mang theo rất nhiều người, nhưng dù thế nào ta cũng phải làm thôi. Câu trả lời này như giúp Dương Trần kiếm được báu vật. Có điều Khâu Trấn Ác lại thở dài, tuy ngươi chọn con đường này, nhưng nếu bất cẩn thì các ngươi sẽ chết, không có chỗ chôn. Lúc này Dương Trần tính xem nên đưa ai đi, có điều có hơi phiền phức, hắn hỏi Khâu Trấn Ác, tên Thập Tam đó khi nào đến Thiên Nam? Nghe Khâu Trấn Ác nói khoảng trong vòng 1 năm, Dương Trần tạm thời thả lỏng được một tẹo. Khâu Trấn Ác lại cho Dương Trần một vấn đề, bây giờ ngươi biết việc cần làm là gì không? Tăng tu vi, khiêm tốn không gây chuyện, tìm hồ ly tinh nấu cơm. Nghe mấy lời bậy bạ của tên này xong, đúng là muốn đấm cho nó đi gặp tổ tông. Đầu tiên là ngươi phải xin ông đây ủng hộ, không được ông đây ủng hộ thì mày chỉ có tèo thôi. Tại sao lại nói Dương Trần có thể làm chuyện lớn? Dương Trần kiểu hỏi chấm, sau đó xin sư thúc tổ cho mình uống nước, không sẽ chết khát mất. Người hay gì mà cứ như súng bắn liên thanh. Khâu Trấn Ác lại cho Dương Trần một câu hỏi, vậy bây giờ ngươi nên làm gì? Đúng là làm khó Dương Trần mà, não chưa kịp nhảy số. Khâu Trấn Ác mở miệng trước, bây giờ ngươi nên đi tìm Thiên Linh Hy. Não Dương Trần lại như bị uống nước, không hiểu tại sao bây giờ lại đi tìm Thiên Linh Hy. Khâu Trấn Ác lúc này mới giải thích, Dương Trần vẫn đần mặt ra, Khâu Trấn Ác sắp lên huyết áp mất rồi, nếu ngươi không đi tìm Thiên Linh Hy, người nhà Đoan Mục chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nói tại sao như thế mới hiểu được. Dương Trần còn nghĩ, nếu được sư tổ ủng hộ, bỏ trốn cũng rất có cơ hội. Lúc này ở một nơi khác, một lão già đang tỏa ra hơi thở chết chóc, bắt con Dương Trần dám khiến Thiên Linh Hy tình cảm sâu đậm như vậy, nếu không biết điều, Khâu Trấn Ác cũng không bảo vệ được ngươi. Đúng lúc Thạch Phóng vui vẻ vào thạch thất tu luyện, kết quả lại bị Dương Trần ném bay ra ngoài. Thập Tam gia,
thời gian một năm ta sẽ không để ngươi cướp Linh Hy đâu, để không bị cướp vợ, Dương Trần phải nỗ lực đến mức nào, nửa tháng chưa chắc có thể mở được chiến huyệt. Mà hắn chỉ dùng 10 ngày đã mở được 2 chiến huyệt, Dương Trần tự cảm thấy thực lực bây giờ cũng tăng nhiều rồi, nên quay về xem đang nghĩ quay về nên ra vẻ thế nào. Thì bị một đám ồn ào thu hút, người thích hóng chuyện như Dương Trần, sao lại bỏ qua, cảnh tượng trước mắt khiến hắn há hốc mồm. Một phụ nữ ngông cuồng nói, học viện võ thuật Thiên Nam cũng chỉ vậy mà thôi, không có ai ra hồn. Không ít đệ tử đều gục ngã dưới váy cô ta, không thể không nói lúc quan trọng thì Vu Khoa cũng rất có ích, xông lên muốn cho cô ta đẹp mặt, định dùng một chiêu quần chết à, kết quả người đối diện hoàn toàn xem thường. Chế diễu đúng là phế vật, ngón tay hất một cái hắn đã bị đánh xa mấy chục mét à. Châm biếm rằng đúng là thiên đạo sự yếu nhất mình từng gặp, thấy đồng môn của mình ai ai cũng bị đánh bại, không ít người cũng đứng ra, kết quả đều bị quật chỉ với một chiêu. Lúc này Dương Trần mới chú ý đến ngực à ta, có ký hiệu Dịch Phụng Vương tộc. Dương Trần nghĩ, rõ ràng con bé này là người của Dịch Phụng Vương tộc, tại sao lại xuất hiện ở đây? La Văn đứng bên cạnh nghĩ ra ý xấu, học viện võ thuật chúng ta chỉ có Dương Trần lợi hại, ngươi động đến hắn là sẽ thua thôi. Nghe có người nói như vậy, tất nhiên là phải đánh rồi, Dương Trần là ai mau ra đây, Dương Trần SOS, đúng là nhớ thương tôi ghê. Dương Trần bước lên trước hỏi à ta, có sư phụ không, câu này khiến đối phương cạn lời. Tên gà mờ này hỏi sư phụ ta làm đếch gì, Dương Trần cười khẩy, cô không động đến ta thì không sao, nếu động đến ta thì ta sẽ thay sư phụ dạy dỗ cô. Thấy Dương Trần ngạo mạn, à ta hét lớn, không biết sống chết là gì, loại côn trùng cặn bã lại dám sức sược. À ta lập tức tung chiêu mạnh phải để hắn đẹp mặt, ngọn lửa hình phượng hoàng hừng hực xông về phía Dương Trần, kết quả Dương Trần lại bất động. Nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức của ả, không những không động được một sợi tóc mà còn bị thương, vội vàng kêu người bắt Dương Trần lại. Lúc này lại xuất hiện một lão già râu trắng, kêu đám người dừng tay lại, không ngờ lại là quốc sư đại nhân. Ông già này là ai đây? Đám người khiêu chấn áp ôm quyền hành lễ với ông ta, tham kiến quốc sư đại nhân. Dương Trần giờ mới biết ông lão tóc trắng này thì ra là mệnh cách thiên đạo sư duy nhất của Đông Thổ, vì là thiên đạo sư hiếm có nên rất được vua Đông Thổ coi trọng. Dưới một người trên vạn người, tuy là nói vậy nhưng với Dương Trần thì cũng chỉ là một tên lừa bịp trên giang hồ thôi. Người phụ nữ bị Dương Trần dạy dỗ đó vội vàng gọi ông ta là sư phụ, chỉ tay vào Dương Trần tố cáo, còn muốn Dương Trần làm người hầu cho Tiểu Hồng. Dương Trần chỉ biết câm nín, Tiểu Hồng là thứ gì nữa, à ta nghịch ngợm nói Tiểu Hồng là ngựa của mình, để ngươi nuôi nó là phúc của ngươi. Dương Trần mặt đen như đít nồi, đổi chủ đề, quốc sư tại hạ là đệ tử chủ chốt của Bắc Viện Võ Phủ Thiên Nam, có thể hỏi một vấn đề không, nhiều người ở đây như vậy. Tất nhiên quốc sư không thể từ chối rồi, kêu Dương Trần cứ nói không sao. Dương Trần cũng không sợ đắc tội ai hỏi rằng, người xưa có câu, nuôi không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là do sư phụ, nên hiểu thế nào. Lời nói ra khiến giáo viên của võ phủ chỉ biết SOS, viện chủ võ phủ trách mắng Dương Trần muốn chầu ông bà à, dám hỏi quốc sư như vậy. Tên Dương Trần này thật sự to gan bằng trời mà, liệu Dương Trần và tên quốc sư kia có xảy ra đụng độ gì hay không? Pháp lực ông ta cao cường như vậy, xem ra Dương Trần lành ít dữ nhiều rồi. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.